Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta chọn sản phẩm bán trên các platform e-commerce và đặc biệt là Amazon và eBay. Lý do Amazon và eBay là hai cái platform e-commerce lớn nhất trên thế giới. Thì cách chúng ta chọn sản phẩm của bạn và cái ưu tiên hàng đầu để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận đó là chúng ta chọn sản phẩm theo cái xu hướng, theo cái khuynh hướng của thị trường, mà cái từ tiếng Anh gọi là trend, tức là theo trend nhé các bạn. Thì cái lợi nhuận nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần, và cụ thể tính tới thời điểm ngày hôm nay, tức là ngày 3 tháng 2 2020 đó, thì giữa cái tâm điểm của cái dịch cúm virus corona đó các bạn, thì cái sản phẩm là khẩu trang như các bạn biết đó là đang rất là hot, tức là cái sản phẩm này theo cái xu hướng của thị trường, và cái cung thì không đáp ứng được cái cầu, tức là các nhà sản xuất với công suất tối đa thì không ra đủ cái lượng sản phẩm mà thị trường cần. Và cụ thể là hiện nay ở bên Trung Quốc các bạn, thì mỗi ngày cái người dân Trung Quốc với cái dân số là 1 tỷ 400 triệu thì mỗi ngày họ cần là ít nhất là 200 triệu cái khẩu trang để có thể che mặt và phòng ngừa những cái lây lan qua đường mũi và đường miệng do cái con virus corona. Và tất cả các nhà máy của Trung Quốc các bạn thì chỉ một số mới hoạt động, còn vẫn còn nghỉ Tết. Và cái platform e-commerce cung cấp cái sản phẩm khẩu trang lớn nhất trên thế giới không khác ai là Alibaba. Còn AliExpress, Taobao hoặc là 688 thì chỉ con của Alibaba. Thì ở đây các bạn sẽ xem, mình sẽ minh họa trực tiếp cái sản phẩm này trên hai cái nền tảng platform là Alibaba và Amazon cũng như là eBay nhé các bạn. Thì như bạn biết, eBay đó thì là một cái platform e-commerce lớn thuộc hàng thứ hai trên nước Mỹ này. Thì cái giá sản phẩm khẩu trang y tế ở trên eBay thì nó rẻ hơn Amazon. Thì chúng ta sẽ vào để chúng ta xem với các bạn. Thì mình sẽ đánh vào cái từ là medical mask. Đó, các bạn thấy ở đây là sao các bạn, là 50 cái khẩu trang đúng không bạn, mà giá đó là 39 đô 99, và trong vòng 24 giờ vừa qua thì 136 sản phẩm đã được bán ra. Trong vòng 24 tiếng là một ngày là 156 sản phẩm, và với 40 đô, 39 đô 99 là 40 đô thì 50 sản phẩm, thì một sản phẩm gần 1 đô các bạn. Các bạn, và mình click tiếp vào đây. Đây, các bạn thấy tiếp theo là 100 cái khẩu trang này các bạn, cái khẩu trang này là khẩu trang mà loại đơn giản nhất nhé các bạn. Là đồng 160 các bạn, 160 cái khẩu trang. Và cái loại đơn giản nhất là mình xem giá bao nhiêu nhé các bạn. Ví dụ là 100 cái khẩu trang này giá 144.99 là 100 45 đô, ở đây không rõ ràng nhé các bạn, có thể là 160 sản phẩm giá 144.99 là 145, tức là cũng gần 1 đô một sản phẩm đúng không ạ. Rồi mình tiếp theo mình xem tiếp nhé các bạn. Ở đây bạn cũng thấy tương tự như vậy, là 147 cái sản phẩm nó được bán trong vòng 24 tiếng, và một cái đơn vị sản phẩm là 50 các bạn, 50 cái khẩu trang đơn này á, thì bán với giá 49 đô thì coi như là 1 đô một cái đúng không ạ.
Lý do mình chọn cái sản phẩm Medical Mask này đó vì dùng một lần và khi các bạn đeo vào đó thì cái sản phẩm này gồm hai mặt là mặt xanh thì ở phía ngoài và mặt trắng ở phía trong. Mặt xanh phía ngoài thì nó chống có khả năng chống nước và mặt trắng phía trong thì nó hấp thu được cái hơi thở của chúng ta và dùng một lần ta đeo vào ha. Và phía trên cái sống mũi này đó, thì nó có cái sợi kẽm bên trong ta ấn vào cho nó đem nó khít với cái sống mũi và ta kéo phía trên phía dưới sản phẩm bao trùm mũi và miệng chúng ta và hai cái dây ở bên hai cái lỗ tai này bạn móc vào và sau khi dùng xong một lần các bạn và chúng ta lấy tay và hai ngón tay cái và ngón tay trỏ của mỗi bàn tay chúng ta sẽ cầm vào cái sợi dây thun và chúng ta sẽ bỏ vào cái sọt rác hoặc là cái thùng rác để kín lại để không cho lây nhiễm và sau đó chúng ta rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn. Thì với cái sản phẩm này đó thì nó hiệu quả và mình nghĩ là nó tiện lợi hơn là những cái sản phẩm 3M và có cái thang hoạt tính thì giá nó khoảng 4 5 đô hoặc là 10 đô và có loại tới 40 đô một cái các bạn. Và mình thay thay thang hoạt tính và nó rất là dễ lây nhiễm khi chúng ta đang dùng á và chúng ta tháo ra cái phía mặt trước của cái sản phẩm mà thang hoạt tính như thế này các bạn. Đây. Đó. Đây thì nó có thể lây nhiễm và ta dùng đi dùng lại một tháng hoặc là 45 ngày hoặc là 60 ngày gì đó thì sản phẩm này tiện lợi hơn nha các bạn. Đó thì ở gần 1 đô một cái và bán rất chạy các bạn, rất là hot, 147 sản phẩm trong vòng 24 tiếng. Và đây ta sang Alibaba và chúng ta đánh vào cùng một cái từ khóa là medical mask thì các bạn sẽ thấy là cho ra 88.559 cái kết quả. Và đây các bạn thấy cái giá của nó nếu bạn mua 5.000 sản phẩm đó, và FDA ha, approve và 5.000 sản phẩm thì giá của nó chỉ có 0.018, tức là khoảng chừng coi như mình không trả giá luôn là có 2 xu một cái đúng không bạn. Còn nếu bạn mua mà hơn 5.000 cái thì các bạn có thể deal được với giá là 0.0058 nhé các bạn, tức là các bạn có thể deal được cái giá nó là khoảng là nửa nửa xu các bạn, tức là 6 phần 10 của 1 xu đó. Còn nếu các bạn mua cái số lượng thấp nhất là 5.000 sản phẩm thì giá nó là coi như 0.018, coi như là 2 xu một cái và vận chuyển thường các bạn. Đối với sản phẩm này vận chuyển nhanh á, từ Mỹ vào thẳng một trong các kho FBA Amazon thì thường cái giá vận chuyển đó trong vòng từ 5 ngày tới kho Amazon thì thường á, là bằng một nửa cái giá thành cái chi phí vận chuyển bằng một nửa giá thành hoặc là bằng coi như là bằng giá thành luôn thì bằng là 20 xu tức là chỉ có 40 xu 40 xu đẩy vào kho Amazon 40 xu mà ở đây chúng ta bán được là 4 xu các bạn, 2 xu cộng 2 xu là 4 xu mà ở đây chúng ta bán được lên tới coi như là gần 1 đô 1 đô 1 đô 4 xu mà các bạn bán 1 đô tức là các bạn lời một cái sản phẩm là 96 xu. 96 xu dĩ nhiên là chúng ta chia cho Amazon 30% là 96 chia 30% là ví dụ như là 31 xu thì các bạn vẫn lời 60 xu sản phẩm tức là cái giá thành 2 xu bạn lời 60 xu tức là bạn lời gấp 30 lần. Rất là tuyệt vời. Ở đây chúng ta không đề cập tới cái vấn đề đó là nâng giá sản phẩm hoặc là đầu cơ tích trữ các bạn bởi vì đây chúng ta mua từ Alibaba và chúng ta ship thẳng vào trên Amazon cũng như là eBay ta bán cho 325 khách hàng Mỹ đúng không ạ, bán cho 325 khách hàng Mỹ chứ không phải bán ở Việt Nam và chúng ta post lên đây và các seller khác cũng post cái giá như thế này các bạn thì nếu mà khách hàng cảm thấy ok thì họ mua còn không thì họ không mua và nếu mà bạn bán cái giá thấp hơn ví dụ người ta bán 1 đô bạn bán 50 xu dĩ nhiên là cái số lượng hàng hóa của bạn sẽ cháy ngay lập tức sẽ hết hàng ngay lập tức và bạn sẽ không có hàng để bán. Còn đây chúng ta không đề cập tới vấn đề là cái mà gọi là đạo đức trong kinh doanh hay là những cái tương tự. Ở đây chúng tôi chỉ phân tích cái cách chúng ta chọn sản phẩm bán trên Amazon và eBay và thường là mỗi người chúng ta đó, người Việt Nam chúng ta thường không tự tin khi chúng ta vào Alibaba vì chúng ta thường ngày chúng ta không có
cái kỹ năng vào đây để chọn ra cái supplier cung cấp sản phẩm tốt và thương lượng giá và thanh toán như thế nào để không bị lừa hoặc là hớ hênh, và nhìn vào một cái supplier hoặc là một cái wholesaler trên Alibaba thì chúng ta không biết đâu là nhà sản xuất và đâu là cái cò trung gian hoặc là cái người bán lẻ trên đây, đúng không ạ? Đó thì các bạn thấy một cái sản phẩm này có thể lời á, là gấp 30 lần, thậm chí 50 lần hoặc thậm chí 100 lần nếu các bạn nắm được cái xu hướng của thị trường. Và cái gốc mua là Alibaba, là cái platform e-commerce lớn nhất trên thế giới. Như bạn biết Alibaba đó, tức là cái cửa ngõ của tất cả các công ty hãng xưởng, wholesaler, nhà máy, nhà cung cấp ở bên trong nội địa Trung Quốc và đưa lên cái sàn Alibaba để cho không những là bên Mỹ còn bên châu Âu, bên châu Á luôn mà lên đây là để mua. Và cái sản phẩm trên Alibaba không những nhất thiết là nhà cung cấp là ở trong nội địa nước Mỹ, có thể là nhà cung cấp ở bên Nhật Bản hoặc là Ấn Độ cũng ok, hoặc là Thái Lan cũng ok nhé các bạn. Đó, ở đây thì mình muốn nhấn mạnh các bạn là khi chúng ta chọn sản phẩm kinh doanh trên Amazon, eBay cũng như là các platform e-commerce khác thì chúng ta nên chọn sản phẩm theo cái xu hướng, tức là cái ngôi sao đang lên thì cái lợi nhuận sẽ vô cùng lớn. Và cái sản phẩm nếu như chúng ta chọn là con bò sữa, đúng không ạ? Tức là sản phẩm tiêu dùng đều đặn hàng ngày, nhưng nó lại không theo xu hướng, ví dụ như là mỹ phẩm hoặc là thực phẩm chức năng, thì cái lợi biên lợi lợi nhuận nó không được lời cao như là cái sản phẩm hot theo xu hướng. Nhưng có một cái điều đó là cái dịch cúm xảy ra vào cuối tháng 11 2019 đó, thì mãi tới gọi xem như là tháng 12 và tháng giêng 2020 thì mới báo cáo từ bên Trung Quốc các bạn. Thì nếu mà các bạn nắm được cái trend này và tháng 10, cuối tháng 12 hoặc là giữa tháng 12 cũng như là đầu tháng giêng các bạn order ok. Nhưng mà hiện nay nếu các bạn vào đang ở cái tâm điểm bão của cái dịch cúm Corona, các bạn vào đó thì bạn sẽ thấy là những cái suppliers hoặc là wholesaler trên Alibaba thì phải cung cấp, phải bán lại cho nhà cầm quyền chính phủ Trung Quốc, bởi vì họ đang thiếu một cách trầm trọng. Vì hiện nay tới thời điểm là ngày 3 tây tháng 2 này thì các cái hãng xưởng sản xuất khẩu trang bên Trung Quốc vẫn chưa làm việc các bạn, nên không đủ, nên các nhà cung cấp trên Alibaba phải dành cho chính phủ Trung Quốc. Vậy bạn lên có thể là hàng bị cháy ngay cả trên Alibaba. Ở đây mình muốn chia sẻ các bạn về cái tư duy chúng ta chọn cái sản phẩm bán trên các platform e-commerce như là Amazon, eBay, như là Shopify hoặc là những cái platform e-commerce ở Việt Nam. Đó là hình thức thu nhỏ của Amazon, chẳng hạn như là Shopee hoặc là Sendo hoặc là AD rồi hoặc là Lazada hoặc là Tiki. Đó thì các bạn nắm được cái trend và cách thức vào Alibaba chọn supplier đáng tin cậy và deal cái giá thấp nhất và shipping cứ vận chuyển tốt nhất và phương thức thanh toán an toàn nhất, đẩy thẳng vào họ Amazon chứ không cần đẩy về nhà mình các bạn. Vì ta bán trên Amazon dưới dạng là FBA, tức là Fulfillment by Amazon, đơn hàng chúng ta được hoàn tất bởi Amazon và chúng ta cho Amazon ăn 30% và Amazon sẽ làm tất tật tật các công việc cho chúng ta như là nhận order và đóng gói, vận chuyển và customer service khi khách hàng có thắc mắc gì. Đó mình muốn chia sẻ các bạn Donet thì trong cái nguy thì nó có cơ, trong khi tất cả các cái sản phẩm dịch vụ như hãng hàng không và những cái sản phẩm khác các bạn thì nó đi xuống, và trong khi đó thì chỉ có cái sản phẩm khẩu trang và những cái sản phẩm y tế mà liên quan tới cái dịch cúm Corona thì nó lại có nhu cầu rất là cao. Và cái vấn đề chúng ta nắm được cái cơ hội, và trước đó chúng ta phải quen với việc vào Alibaba và sợ cái supplier với giá tốt, chi phí vận chuyển thấp nhất và phương thức thanh toán an toàn cho chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.